Cơ khí Gia Tôn xin hân hạnh giới thiệu cho anh em một số chip cắt hiện có. Đây là con chip Điệt Ca dòng 2 ni, 3 ni, 4 ni, 5 ni đều có nhé, biên dạng cong cho cảm giác cắt ngọt inox thép cứng rất là tốt, không tội gì anh em phải xài hàng nước nhé. Đây là con chip này có thể chạy gen, chạy răng vuông, chạy rãnh, các thứ rất tuyệt vời nhé. Đó, hàng chất lượng cao anh em, các bạn quan tâm thì liên hệ nhé. Đó, con này rất là đẹp. Đây là con 4 ni chuyên inox và thép và gang đều ok nhé. Ani cho cảm giác biên dạng cong này. Đó, biên dạng cong này. Rất tuyệt vời nhé. Mã là MGEHZM. Con nào cần thì liên hệ. Ngoài ra bên em còn một số chip như Kyocera, Mitsu, có cả chip Mitsu ship này. Hàng chuẩn chính hãng 100%. Đây hàng 2 ni của Mitsubishi nhé. Đây, biên dạng cong, biên dạng cong nhìn luôn chip mà nó phê này thôi nha. Đó, nhìn được tuyệt vời chưa? Quan tâm thì liên hệ với anh em, có cả Kyocera, Mitsu, Tungaloy, Koloy, Đẹp Ca, chip cắt chính hãng của anh em nhé, bao cam kết, chuẩn Mitsu. Lựa chọn. Quan tâm thì hãy đem cơ khí trên tuần vòng xoay cổng người là Biên Hòa Đồng Nai, trên tuần 2 số 10 An Định, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xin kết xin liên hệ nhé. Zalo là 0989821011, anh em cần thì liên hệ, cứ cắt xịn sò, tư vấn qua Zalo, Facebook nhé. Facebook là Chuyên Đức Nguyên, Zalo là Viên Tôn xin xin Minh nhé. Xin chào anh em. Anh em xem được like và chia sẻ. Anh em chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để theo những video tiếp theo. Clip mới thì em sẽ up lên nhé. Xin chào anh em. Xin phép các bạn.